chưa được, nhưng mà đấy mình đánh giá là như thế. Nhưng một thì cái buổi thứ ba thì đi chị cũng tạm tạm đấy, cũng là nắm bắt được, và cô giáo nói thì chị cũng hiểu được, cũng là cả chị em mình chưa nhìn hẹp mặt nhau đâu, nhưng mà nói chuyện với nhau rồi cách làm việc thì chị thấy là cũng rất là tốt. Và cũng xin cảm ơn em đã dạy dỗ chị một thời gian vừa qua, tuy là ngắn nhưng mà cũng làm cho chị cũng rất là hiểu được nhiều vấn đề mà chị cần tìm hiểu. Và để đến bây giờ thì để mà khi mà bên kia mà họ gọi chị sang làm thì chị tự tin là chị làm được. Vâng. Rất là cảm ơn em đã giúp đỡ chị. Dạ vâng. Thế thì cứ theo cái kế hoạch tiếp theo đi chị ạ. Vâng. Rồi, có gì thì chị chủ động liên hệ với em nhé. Ok, cảm ơn em nhé. Cảm ơn chị. Mình sẽ xong gửi cho chị xin cái nhé. Vâng, buổi sáng mai em sẽ gửi chị nhé. Đấy là chị xem trước qua, xong sang bên kia một chút mà phải làm, hoặc là chị sẽ xem lại, tìm hiểu lại cái của họ là cứ sau đấy thì cái gì không hiểu thì chị sẽ hỏi em. Vâng, được ạ. Vâng. Rồi, xin cảm ơn em nhé. Vâng, em chào chị ạ. Ok. Dạ.